Chị ơi, có rất nhiều sản phẩm khác cùng hoạt chất này, vậy tại sao bà con lại tin dùng Bilarabia vậy ạ? À? Để nói về sự ưu việt của Bilarabia, trong khi có rất nhiều dòng sản phẩm khác cùng loại, thì em xin giới thiệu là nhắc lại là Bilarabia có hai hoạt chất, đó chính là Spirotetramax cộng với là Abamitin. Thì đối với hoạt chất là Spirotetramax thì những sản phẩm khác thông thường khi người ta sử dụng thì ta sẽ sử dụng bất kỳ các đồng phân nào, nhưng mà riêng với Bilarabia sẽ sử dụng đồng phân nào có hợp chất cao nhất, có hàm lượng và cũng như là có tính chất cao nhất thì sẽ sử dụng đồng phân đó để sản xuất nên Bilarabia. Đồng thời là cùng với lại sự kết hợp với Abamectin sẽ có thể hỗ trợ phòng trừ các loại sâu hại những nhai. Nên là đối với Bilarabia có một đặc tính khác với những sản phẩm khác, đó là sử dụng đồng phân rất là cao và loại đồng phân nào tốt nhất mới sử dụng để sản xuất nên. Ngoài ra đối với những lô sản xuất thuốc trừ sâu khác á, thì thông thường nhà máy sẽ thường pha trộn những cái loại phụ gia phụ trợ khác trong một lô và lúc đó mới tiến hành đóng chai. Tuy nhiên đối với Bilarabia, khi mà sản xuất và đóng những sản phẩm vào từng chai rồi thì lúc đó sẽ có chuyên gia đâm đo số lượng thích hợp những cái loại phụ gia phụ trợ chất bảo quản khác cho từng chai và đóng vào từng chai, chứ không có pha đều ra thành một lô đó mới đóng đúng chai. Thì đó là điểm khác biệt của Bilarabia, cho nên điều đó chứng minh được sự đảm bảo về chất lượng cũng như là hiệu quả của Bilarabia. Đó. Và có nhiều cái khía cạnh khác về Bilarabia nữa, nhưng mà con muốn tìm hiểu thì hãy xem tiếp video sau nhé.